Thi Thiên 92. Lạy Đấng Chí Cao, thật tốt đẹp biết bao khi ca ngợi Đức Giê-hô-va và chúc tụng danh của Ngài. Rao truyền lòng nhân từ Chúa vào mỗi buổi sáng và sự thành tín của Ngài vào ban đêm. Trên nhạc cụ 10 giây và trên đàn hạt hòa với đàn lia. Vì Đức Giê-hô-va ơi, Ngài đã làm cho con vui vẻ bởi công việc Ngài và mừng rỡ về công tác của tay Ngài. Lạy Đức Giê-hô-va, công việc Ngài vĩ đại biết bao, tư tưởng Ngài rất sâu sắc. Người u mê không biết được, kẻ ngu dại cũng chẳng hiểu thấu. Dù người dữ mọc lên như cỏ và kẻ ác được hưng thịnh, chúng sẽ bị hủy diệt đời đời. Nhưng lại Đức Giê-hô-va, Ngài được tôn cao mãi mãi. Vì Đức Giê-hô-va ôi, kìa, kẻ thù Ngài, vì kìa, kẻ thù của Ngài sẽ hư mất. Tất cả kẻ làm ác sẽ bị đánh tan tác. Nhưng Chúa làm cho sừng của con ngước cao lên như sừng bò tót. Con được sức dầu bằng dầu mới. Mắt con đã thấy kẻ thù của con bị phạt, và tai con nghe kẻ ác của con bị báo trả. Người công chính sẽ mọc lên như cây kè và lớn lên như cây bá hương ở Liban. Những người được trồng trong nhà Đức Giê-hô-va sẽ trổ hoa trong hành lang của Đức Chúa Trời chúng ta. Dù đến tuổi già cả, họ sẽ còn sinh bông trái, thịnh vượng và xanh tươi, để chứng tỏ Đức Giê-hô-va là chính trực. Ngài là vầng đá của con, và trong Ngài chẳng có sự bất chính. Luca chương 13. Chính lúc ấy, có vài người ở đó thuật lại cho Đức Chúa Giêsu về việc Phi-lát giết những người Galilê, khiến máu của họ hòa lẫn với sinh tế họ đang dâng. Ngài đáp: các ngươi tưởng những người Galilê đó phạm tội nặng hơn tất cả những người Galilê khác vì họ bị đau khổ như thế sao? Ta bảo các ngươi, không phải. Nhưng nếu các ngươi chẳng ăn năn thì tất cả sẽ bị hư mất như vậy. Hay là 18 người kia bị tháp Siloe ngã xuống đè chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn mọi người khác cư ngụ ở thành Jerusalem sao? Ta bảo các ngươi, không phải. Nhưng nếu các ngươi chẳng ăn năn thì tất cả sẽ bị hư mất như vậy. Rồi Ngài kể ẩn dụ này: người kia trồng một cây vả trong vườn nho mình. Ông đến tìm quả nhưng chẳng thấy quả nào. Ông nói với người trồng nho: kìa, đã 3 năm nay ta đến hái quả nơi cây vả này nhưng chẳng thấy gì cả. Hãy đốn nó đi. Tại sao để nó chón đất vô ích? Người trồng nho thưa: thưa chủ, xin để nó lại năm này nữa, chờ tôi đào đất chung quanh nó rồi đổ phân vào. Có lẽ về sau nó sẽ kết quả, nếu không chủ sẽ đốn. Nhân ngày Sa-bát, Đức Chúa Giêsu đang giảng dạy trong một nhà hội. Tại đó có một người đàn bà bị tà linh ám làm cho bệnh tật suốt 18 năm, lưng bị còng xuống không thể đứng thẳng được. Khi thấy bà ấy, Đức Chúa Giêsu gọi lại và phán: này con đã được giải cứu khỏi bệnh tật rồi. Và Ngài đặt tay trên bà. Lập tức bà đứng thẳng lên được và ca ngợi Đức Chúa Trời. Viên quản lý nhà hội thấy Đức Chúa Giêsu đã chữa bệnh trong ngày Sa-bát thì nổi giận và nói với đoàn dân rằng: có 6 ngày phải làm việc, vậy hãy đến trong những ngày ấy để được chữa lành, đừng đến vào ngày Sa-bát. Nhưng Chúa đáp: hỡi bọn đạo đức giả, vào ngày Sa-bát không phải tất cả các ngươi đều mở bò hoặc lừa của mình khỏi máng cỏ mà dẫn nó đi uống nước hay sao? Còn bà này là con gái của Abraham, bị Sa-tan trói buộc đã 18 năm, lại không nên mở trói cho bà trong ngày Sa-bát sao? Khi Ngài phán như vậy, tất cả những kẻ chống đối Ngài đều hổ thẹn, và cả dân chúng vui mừng về mọi việc diệu kỳ mà Ngài đã làm. Vậy Đức Chúa Giêsu phán: vương quốc Đức Chúa Trời giống như gì? Ta sẽ lấy gì mà so sánh với nó? Vương quốc ấy giống như một hạt cải mà người kia lấy gieo trong vườn. Nó mọc thành cây, và chim trời làm tổ trên cành nó. Ngài lại phán: Ta sẽ so sánh vương quốc Đức Chúa Trời với gì? Vương quốc Đức Chúa Trời giống như men mà người phụ nữ kia lấy ủ vào ba đấu bột, cho đến chừng bột dậy cả lên. Đức Chúa Giêsu đi khắp các thành, các làng, vừa dạy dỗ, vừa tiếp tục hành trình đến thành Giê-ru-sa-lem. Có người thưa với Ngài: Lạy Chúa, có phải chỉ có một số ít người được cứu chăng? Ngài phán với họ: Hãy nỗ lực để vào cửa hẹp, vì ta bảo các ngươi, nhiều người sẽ tìm cách vào đó mà vào không được. Khi chủ nhà trỗi dậy và đóng cửa lại rồi, các ngươi ở ngoài gõ cửa kêu rằng: Lạy Chúa, xin mở cho chúng tôi. Chủ sẽ trả lời: Ta không biết các ngươi đến từ đâu. Bây giờ các ngươi sẽ thưa: Chúng tôi đã ăn uống trước mặt Chúa, và Chúa đã dạy dỗ trong các đường phố của chúng tôi. Nhưng chủ sẽ nói với các ngươi: Ta không biết các ngươi đến từ đâu. Tất cả những kẻ làm điều bất chính kia hãy lui ra khỏi ta. Khi ấy, các ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac và Gia-cốp cùng tất cả các nhà tiên tri đều ở trong vương quốc Đức Chúa Trời. Còn các ngươi sẽ bị ném ra ngoài, là nơi có khóc lóc và nghiến răng. Rồi từ Đông, Tây, Nam, Bắc, người ta sẽ đến ngồi dự tiệc trong vương quốc Đức Chúa Trời. Thật vậy, có những người cuối sẽ trở nên đầu, và những người đầu sẽ trở nên cuối. Chính giờ đó, có vài người Pha-ri-si đến thưa với Đức Chúa Giê-xu: Thầy nên đi khỏi chỗ này, vì Herod muốn giết thầy. Ngài đáp: Hãy đi nói với con cáo ấy rằng: Ngày nay, ngày mai, ta đuổi quỷ chữa bệnh, đến ngày thứ ba, ta sẽ hoàn tất công tác của ta. Tuy nhiên, ngày nay, ngày mai và ngày kia, ta phải tiếp tục cuộc hành trình, vì một đấng tiên tri không thể chết bên ngoài Giê-ru-sa-lem. Hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem, ngươi giết các nhà tiên tri và ném đá những người được sai đến với ngươi. Đã bao lần ta muốn tụ họp con cái ngươi như gà mẹ túc con mình lại để ấp ủ dưới cánh, mà các ngươi không muốn. Này, nhà của các ngươi sẽ bị bỏ hoang. Ta bảo các ngươi sẽ không còn thấy ta cho đến khi các ngươi nói rằng: Chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến. Daniel chương 3. Vua Nebuchadnezzar làm một pho tượng bằng vàng cao 27m, ngang 2m7 và dựng trong đồng bằng Dura thuộc tỉnh Babylon. Vua Nebuchadnezzar cho triệu tập các thống đốc, thủ lĩnh, tổng trấn, các quan tham mưu, thủ kho, các luật gia, các quan tòa và các quan chức cấp tỉnh đến dự lễ khánh thành pho tượng mà vua Nebuchadnezzar dựng lên. Vậy các thống đốc, thủ lĩnh, tổng trấn, các quan tham mưu, thủ kho, các luật gia, các quan tòa và các quan chức cấp tỉnh đều tập trung lại để dự lễ khánh thành pho tượng mà vua Nebuchadnezzar đã dựng lên. Khi họ đã đứng trước pho tượng mà vua Nebuchadnezzar đã dựng, thì quan nghi lễ lớn tiếng tuyên bố: Đây là lệnh cho tất cả các dân tộc, các quốc gia, các ngôn ngữ. Khi các ngươi nghe tiếng tù và, tiếng sáo, tiếng đàn lia, đàn sắt, đàn hạt, trống và toàn bộ các nhạc khí trỗi lên, thì mau sắp mình xuống thờ lại tượng vàng mà vua Nebuchadnezzar đã dựng. Ai không sắp mình xuống thờ lại thì lập tức bị ném vào giữa lò lửa hực. Vì thế, ngay khi nghe tiếng tù và, tiếng sáo, tiếng đàn lia, đàn sắt, đàn hạt, trống và toàn bộ các nhạc khí trỗi lên, thì mọi dân tộc, quốc gia, các ngôn ngữ đều sắp mình xuống thờ lại pho tượng vàng mà vua Nebuchadnezzar đã dựng. Bây giờ, có một số người canh đê đến tố cáo những người Juda. Họ tâu với vua Nebuchadnezzar rằng: Bệ hạ vạn tuế, chính bệ hạ đã truyền lệnh rằng mọi người khi nghe tiếng tù và, tiếng sáo, tiếng đàn lia, đàn sắt, đàn hạt, trống và toàn bộ các nhạc khí trỗi lên thì phải xấp mình xuống thờ lại tượng vàng. Kẻ nào không xấp mình xuống thờ lại pho tượng đó sẽ bị ném vào giữa lò lửa hực. Thế mà ở đây có mấy người Do Thái, những người mà bệ hạ đã lập lên cai trị tỉnh Babylon là Shadrach, Meshach và Abednego, đã không kiêng nể bệ hạ. Tâu bệ hạ, những người ấy không phục vụ các thần của bệ hạ, cũng chẳng thờ lại tượng vàng bệ hạ đã dựng. Bấy giờ vua Nebuchadnezzar giận dữ truyền lệnh đem Shadrach, Meshach và Abednego đến. Ba người đó bị đưa đến trước mặt vua. Vua Nebuchadnezzar nói với họ: Này Shadrach, Meshach, Abednego, có phải các ngươi cố tình không phục vụ các thần của trẫm và không thờ lại tượng vàng mà trẫm đã dựng lên không? Bây giờ khi nghe tiếng tù và, tiếng sáo, tiếng đàn lia, đàn sắt, đàn hạt, trống và toàn bộ các nhạc khí trỗi lên mà các ngươi sẵn sàng sắp mình xuống quỳ lại pho tượng trẫm đã làm nên thì tốt, nhưng nếu các ngươi không quỳ lại thì lập tức các ngươi sẽ bị ném vào lò lửa hực. Thử xem thần nào có thể giải cứu các ngươi khỏi tay trẫm. Shadrach, Meshach và Abednego thưa với vua: Tâu vua Nebuchadnezzar, chúng tôi không cần trình lại với vua vấn đề này. Nếu chúng tôi bị ném vào lò lửa thì thưa đức vua, Đức Chúa Trời mà chúng tôi thờ phượng có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực và khỏi tay vua. Còn nếu ngài không cứu thì xin đức vua biết cho rằng chúng tôi cũng không phục vụ các thần của vua và không thờ lại pho tượng vàng mà vua đã dựng. Bấy giờ vua Nebuchadnezzar giận tái mặt, nhìn Shadrach, Meshach, Abednego và truyền lệnh đốt lò lửa nóng gấp 7 lần lúc bình thường. Vua sai các binh sĩ lực lượng nhất trong quân đội trói Shadrach, Meshach và Abednego mà ném vào lò lửa hực. Ba người ấy liền bị trói với nguyên quần trong, áo dài, áo ngắn cùng các triều phục khác và bị ném vào giữa lò lửa hực. Vì lệnh vua quá nghiêm, lò lửa lại vô cùng nóng nên các binh sĩ ném Shadrach, Meshach và Abednego bị ngọn lửa thiêu rụi. Còn ba người là Shadrach, Meshach, Abednego vẫn bị trói mà rơi vào giữa lò lửa hực. Bây giờ vua Nebuchadnezzar kinh ngạc đứng phắt dậy, hỏi các quan tham mưu: Có phải chúng ta đã ném vào lò lửa ba người không? Họ trả lời: Tâu bệ hạ, đúng vậy. Vua lại nói: Kìa, trẫm thấy có bốn người không bị trói bước đi giữa lửa mà chẳng hề hấn gì cả, và dáng vẻ của người thứ tư giống như con trai của các thần. Rồi vua Nebuchadnezzar đến gần cửa lò lửa hực và kêu lớn tiếng: Hỡi Shadrach, Meshach và Abednego là đầy tớ của Đức Chúa Trời Chí Cao, hãy bước ra và lại đây. Shadrach, Meshach và Abednego liền bước ra khỏi lò lửa. Các thống đốc, thủ lĩnh, tổng trấn và các quan tham mưu của vua đều xúm lại và thấy lửa không có quyền tác hại trên thân thể ba người ấy, cũng chẳng có một sợi tóc nào trên đầu họ bị xém, quần áo họ không bị nám, ngay cả mùi lửa cũng không dính vào họ. Vua Nebuchadnezzar lại nói: Tôn ngợi Đức Chúa Trời của Shadrach, Meshach và Abednego, đấng đã sai thiên sứ ngài đến và giải cứu các đầy tớ ngài. Họ biết nhờ cậy ngài, dám trái mạng vua và liều bỏ thân thể mình để không phục vụ và thờ phượng thần nào khác ngoài Đức Chúa Trời mình. Vì vậy, ta ban chiếu chỉ này: bất kỳ dân tộc nào, quốc gia nào, ngôn ngữ nào có người xúc phạm đến Đức Chúa Trời của Shadrach, Meshach và Abednego thì sẽ bị xé ra từng mảnh và nhà nó trở thành đống phân, vì không có thần nào khác có thể giải cứu được như thế. Vua thăng chức cho Shadrach, Meshach và Abednego trong tỉnh Babylon. Daniel chương 4. Vua Nebuchadnezzar gửi cho tất cả các dân tộc, các quốc gia, các ngôn ngữ trên khắp đất Chúc các ngươi được bình an gấp bội. Ta rất vui được chia sẻ cho các ngươi những dấu lạ phép màu mà Đức Chúa Trời Chí Cao đã làm cho ta. Ôi, những dấu lạ của Ngài thật lớn lao, những phép màu của Ngài phi thường làm sao. Vương quốc của Ngài là vương quốc trường tồn. Quyền uy của Ngài từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ta, Nebuchadnezzar, đang sống an nhàn trong cung điện ta, sung túc trong đền đài ta, thì ta thấy một giấc chiêm bao khiến ta kinh hoàng. Những ý tưởng kỳ quặc trên giường và những hình ảnh trong đầu làm cho ta bối rối. Vì vậy, ta ra chiếu chỉ triệu tập tất cả các nhà thông thái của Babylon đến trước mặt ta để họ giải nghĩa giấc chiêm bao cho ta. Các thuật sĩ, các pháp sư, người canh đê và thầy bói đều đến. Ta kể giấc chiêm bao cho họ nghe, nhưng họ không thể giải thích ý nghĩa cho ta. Sau cùng, có Daniel, gọi là Bên-tơ-sát-xa, theo tên vị thần của ta, vào chầu ta. Người có linh của Đức Chúa Trời thánh khiết ở với mình. Ta thuật chiêm bao ta cho người. Này, Bên-tơ-sát-xa, người đứng đầu các thuật sĩ, ta biết rằng linh của Đức Chúa Trời thánh khiết ở trong ngươi, và không có một điều bí nhiệm nào là khó cho ngươi cả. Vậy, hãy nói cho ta những khải tượng mà ta đã thấy trong chiêm bao và ý nghĩa của nó. Đây là những khải tượng hiện ra trong đầu ta khi ta nằm trên giường. Này, ta thấy một cây mọc giữa mặt đất, một cây cao lớn lạ thường. Cây đó lớn lên và vững mạnh. Ngọn cây chạm đến trời và khắp đất đều trông thấy. Lá đẹp, trái sai, cung cấp đủ thức ăn cho mọi loài. Thú đồng nấp dưới bóng nó, chim trời đậu trên cành nó, và mọi sinh vật đều nhờ nó nuôi sống. Trong những hình ảnh hiện ra trong đầu ta đang lúc nằm trên giường, ta thấy có một đấng canh giữ, đấng thánh từ trên trời xuống. Đấng ấy kêu lớn tiếng rằng: hãy đốn cây và chặt cành nó, tuốt hết lá và rải trái nó khắp nơi. Hãy làm cho thú vật tránh xa tán nó, và chim chóc rời khỏi cành nó. Nhưng hãy chừa lại gốc và rễ nó trong đất, dùng xích sắt và đồng mà xiềng nó lại. Giữa đám cỏ xanh trong đồng ruộng, cho nước đẫm sương trên trời, và chia phần cỏ dưới đất với thú đồng. Hãy thay đổi tâm trí nó, từ tâm trí người ra tâm trí của thú vật, và cứ để nó như vậy suốt 7 kỳ. Án lệnh này được các đấng canh giữ truyền phán, và quyết định này ra từ lời các đấng thánh, để mọi sinh linh biết rằng đấng chí cao cai trị vương quốc của loài người. Ngài muốn ban nó cho ai tùy ý, và có thể lập kẻ hèn mọn nhất lên cai trị. Đó là chiêm bao mà ta, vua Nebuchadnezzar, đã thấy. Còn ngươi, Bên-tơ-sát-xa, hãy cho ta biết ý nghĩa, vì tất cả các nhà thông thái trong vương quốc ta không thể giải nghĩa cho ta được. Nhưng ngươi có thể, vì linh của Đức Chúa Trời thánh khiết ngự trong ngươi. Bấy giờ, Daniel, cũng gọi là Bên-tơ-sát-xa, bị câm trong giây lát. Các ý tưởng làm cho ông bối rối. Vua bảo: hỡi Bên-tơ-sát-xa, đừng để cho giấc chiêm bao và lời giải nghĩa làm rối ngươi. Bên-tơ-sát-xa nói: thưa Chúa, ước gì chiêm bao đến với những kẻ ghét Ngài, và lời giải nghĩa dành cho kẻ thù Ngài. Cây mà vua đã thấy trở nên lớn và vững mạnh. Ngọn cây chạm đến trời và khắp đất đều xem thấy. Lá thì đẹp và trái thì sai, cung cấp đủ thức ăn cho mọi loài. Thú đồng núp dưới bóng nó, các loài chim trời làm tổ trên cành nó. Tâu đức vua, đó chính là vua. Vua đã trở nên lớn mạnh và cường thịnh. Sự cao cả của vua vươn cao tận trời. Quyền thống trị của vua trải rộng đến tận cùng trái đất. Kế đó, vua thấy một đấng canh giữ, là đấng thánh từ trời xuống, và bảo: hãy đốn cây và hủy diệt nó đi, nhưng hãy chừa lại gốc của rễ nó trong đất, rồi dùng một dây xích sắt và đồng xiềng giữa đám cỏ xanh trong đồng ruộng, cho nó bị ướt đẫm bởi sương mốc trên trời và chia phần với các thú đồng, cho đến khi 7 kỳ đã trải qua trên nó. Tâu đức vua, đây là lời giải và án lệnh của đấng chí cao ban xuống cho vua là chúa tôi. Vua sẽ bị đuổi khỏi loài người và sống chung với thú vật ngoài đồng. Vua sẽ bị buộc phải ăn cỏ như bò và sẽ ướt đẫm sương mốc trên trời. 7 kỳ sẽ chảy qua trên vua cho đến khi vua nhận biết rằng đấng chí cao cai trị vương quốc loài người và Ngài muốn ban cho ai tùy ý. Còn lệnh truyền phải chừa lại gốc của rễ cây đó, có nghĩa là vương quốc của vua sẽ được phục hồi cho vua khi vua nhận biết đấng cai trị các tầng trời. Vì vậy, tâu đức vua, xin nghe lời khuyên của tôi, hãy từ bỏ tội lỗi bằng cách làm điều công chính. Hãy thương xót những kẻ nghèo khó để chuộc những điều gian ác mình. Như vậy, thời thái bình thịnh trị của vua có thể kéo dài thêm. Tất cả những việc đó đều xảy đến cho vua Nebuchadnezzar. 12 tháng sau, khi đang đi dạo trên sân thượng hoàng cung Babylon, vua nói, đây chẳng phải là Babylon vĩ đại mà ta đã dựng làm đế đô bằng uy quyền cao cả của ta để biểu dương vinh quang rạng rỡ của ta đó sao? Lời chưa dứt khỏi miệng vua thì có tiếng từ trên trời phán, hỡi Nebuchadnezzar, đây là lời báo cho ngươi biết vương quyền đã lìa khỏi ngươi. Ngươi sẽ bị đuổi khỏi loài người và sống chung với thú vật ngoài đồng. Ngươi bị buộc phải ăn cỏ như bò và phải qua 7 kỳ cho đến khi ngươi nhận biết rằng đấng chí cao cai trị vương quốc loài người và Ngài muốn ban cho ai tùy ý. Ngay lúc đó, lời nói ấy đã ứng nghiệm cho vua Nebuchadnezzar. Vua bị đuổi khỏi loài người, ăn cỏ như bò. Thân thể vua ướt đẫm sương mốc trên trời cho đến khi tóc vua cũng mọc như lông đại bàng. Móng tay, móng chân giống như móng chim. Khi những ngày đó chấm dứt, ta, Nebuchadnezzar, ngước mắt lên trời. Trí khôn ta phục hồi. Ta cảm tạ đấng chí cao. Ta ca ngợi và tôn vinh đấng hằng sống. Quyền cai trị của Ngài là uy quyền đời đời. Vương quốc Ngài từ thế hệ này đến thế hệ kia. Tất cả cư dân trên đất đều kể như con số 0. Ngài làm theo ý Ngài muốn cả với cơ binh trên trời lẫn dân cư trên đất. Không ai cản được tay Ngài hoặc hỏi Ngài làm gì vậy. Cùng lúc đó trí khôn ta hồi phục. Ta tìm lại được vinh quang cho vương quốc ta. Uy nghi và rực rỡ trở lại với ta. Các nhà tham mưu và các quan đại thần đều đến chầu ta. Ta lại được lập lên cai trị vương quốc và càng trở nên cao trọng hơn trước. Bây giờ ta, Nebuchadnezzar, ca ngợi, tôn vinh và tán dương vua trời, vì mọi công việc Ngài đều chân thật và mọi đường lối Ngài đều ngay thẳng. Kẻ nào bước đi cách kiêu ngạo, Ngài có thể hạ xuống.